Ôi, lại là mình đây. Và đã qua tháng 12 rồi. Và như các bạn đã biết, ở tháng 11 vừa qua thì có cái ngày Black Friday và Sephora thì sale rất là nhiều. Nên vì thế mình đã không thể kìm nén nổi và đã kinh về một đống đồ. Nên hôm nay mình sẽ làm một clip có thể gọi là khoe với các bạn những món đồ mà mình đã mua trong đợt Black Friday vừa qua nha. Đi đến món đầu tiên, có thể nói đây là một trong những món đồ mà mình thích nhất và mình phải đợi nó rất là lâu nhất luôn, bởi vì mình nhà anh mình mua giùm và khi anh mình mua giùm thì mình phải đợi nó ship về nhà anh mình bên đó, xong rồi mình phải đợi thêm 1 tháng thì anh mình mới đi gửi đồ được cho mình bởi vì anh mình quá bận. Và sau 1 tháng đó thì nó mới về tới Việt Nam, đó chính là tên để ngược rồi tên đây chính là bảng màu mắt Lorac, gọi là hàng limited của chỉ bán ở Ulta thôi. Khi mình thấy nó trên web thì mình rất là phấn khởi bởi vì mình biết được rằng tất cả các màu ở bảng Lorac đợt này thì có thể nói đó là những màu mà Lorac đã là dễ xài nhất, với lại là được nhiều người thích cũng như nhiều người chọn nhất trong tất cả các bảng Lorac, thì những màu đẹp đó đã được tụ hợp trong cái bảng này đây. Và trong thời gian vận chuyển thì cái hộp nó hơi rất là gớm. Đây, như các bạn đã thấy, mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nha. Đen, hơi bị đẹp luôn, thích quá trời. Và thật sự thì là có thể nói mình là một đứa cực kỳ ghiền những món limit mà nó có cái vỏ trắng. Mình rất là mê những loại mỹ phẩm nào mà có vỏ trắng, cái hộp, cái bát của nó màu trắng. Nhưng mà sau khi mình nhận em này trên tay và mình có xài thử trong hôm nay mình đã mới xài thử, có thể nói đây là hôm nay là ngày đầu tiên mình xài thử, thì mình nhận ra một điều là bởi vì em nó vỏ trắng nên em nó rất là dễ bị dơ. Trời ơi, đau xót qua đây nè, các bạn có thể thấy đây, trời ơi nó dính tùm lum hết, mình xài tới đâu mình phải lau tới đó. Đi kèm với bảng này đó chính là một cái kiến đây, thì bảng này có kiến đây, mình dơ màu của anh cho các bạn coi nha, đó rất là nhiều màu đẹp luôn. Và khi mình cầm nó thì mình lấy nó ra để mình đánh thì mình không biết phải lựa chọn màu nào cả, bởi vì đối với bản thân mình thấy màu nào nó cũng đẹp cả. Mình mua nó một phần là bởi vì mình thích em này nè, thì mình thích em này nhất nên mình đã quyết định mua nó, bởi vì một phần là do em này với lại em này. Trời ơi, nhưng mà khi mà thật sự cầm nó trên tay thì mình thấy màu nào cũng đẹp luôn, cảm thấy rất là hạnh phúc. Và khi mình đánh nó lên thì cảm thấy nó rất là đáng đồng tiền. Nên vì thế mình không hối hận khi mua bản này chút nào cả. Và mình thấy nhiều một số shop xài hàng xách tay vẫn còn hàng em này, nên bạn nào thích thì có thể order về đi nha. Mình dám chắc là các bạn sẽ không hối hận đâu. Thật sự là màu rất là dễ dùng và rất là đẹp luôn á, cực kỳ mê. Trời ơi, tôi có thể la hét nói về cái này suốt cả một ngày. À, sau bảng màu mắt mình yêu thích thì trong dịp Black Friday vừa qua mình cũng đã canh và mua được sale một em, gọi là mình cũng thấy là tự dưng mình ghiền nó vậy thôi nên mình mua. Đây, mình sẽ cho các bạn biết đó chính là món gì nha. Tên tên phấn highlight của Becca. Mình mua màu Champagne Pop bởi vì mình thấy review về màu này rất là tốt, nó rất là hợp với làn da châu Á nên mình đã mua em nó về. Mình thấy rất nhiều beauty blogger đã sử dụng và có thể nói là chất phấn highlight của Becca thì không ai qua được rồi, không biết phải không ta, hoàng cứ tự nghĩ như vậy đi. Bởi vì nói chung là mình mua mặc dù em nó đã sale rồi nhưng mà giá cũng rất là chua chát. Đây, em nó cũng có một cái gương trên đây và đây chính em nó cũng có một cái miếng giống như Lorac đây, màu Champagne Pop. Mình xài bởi vì hồi đó mình không hề bao giờ nghĩ tới việc highlight đâu, mình nghĩ rằng highlight thì nhìn nó sẽ kiểu là nó bị sao sao. Nhưng mà sau khi mình coi nhiều clip makeup của các chị beauty blogger bên nước ngoài và mình thấy rằng cái việc mà highlight bắt sáng thì nó khá là quan trọng và cũng coi như là nó tạo điểm nhấn cho khuôn mặt mình. Và có thể nói là cái highlight đầu tiên mình mua là cái bảng palette hôm bữa mình có giới thiệu các bạn trong cái video makeup, đó chính là palette của
Ủa tự nhiên quên mất tiêu rồi ra. Hình như của Nis đúng không ta? Nói chung cái đó là cái bản đầu tiên của mình. Và đây chính là cái bản thứ hai. Và mình đã cắn răng mình mua em nó, bởi vì mình nhận được và mình đọc được khá nhiều review tốt về em nó luôn. Và mình xài thì mình cảm giác là rất là đáng đồng tiền bát gạo. Đây mình sẽ làm thử cho hai các bạn coi luôn nha. Make up quay clip xong mình chưa có highlight lên. Như các bạn thấy là màu em nó rất là theo kiểu mà rất là bắt sáng luôn. Rất đánh một phát là có thể nói là cực kỳ bám luôn. Phấn thì cực kỳ mịn, hạt phấn thì cực kỳ mịn. Các bạn biết không, mặc dù mình mua em nó trong dịp sale, nhưng mà thật sự là so với túi tiền của học sinh sinh viên, nói chung là so với túi tiền của mình thì em nó khá là đầu ví. Nhắc tới Becca, highlight của Becca thì mình nói cho các bạn nghe một chuyện ha. Mình nghĩ rằng chắc nhiều người cũng sẽ có thắc mắc là tại sao là hồi đó Becca có ra một cái bản limited thì tại sao mình không mua và đợi mình mua tới cái này. Thì có thể nói mình là một đứa điên, bởi vì khi nó ra cái bản đó thì mình cứ ngồi đắn đo hoài và mình không mua. Tới khi nó sold out rồi thì mình mới cảm thấy tiếc. Tự dưng lúc đó mình lại tự dưng lúc đó mình lại muốn mua highlight. Trời ơi. Xong rồi khi mà mua cái này về xong vừa order xong đợt sale luôn. Thì hai ngày sau Becca thông báo rằng, trên trang chủ của Becca thông báo rằng nó sẽ bán lại cái bản kia. Và mình thì lúc đó thì là hết tiền để mua cái bản kia rồi. Trời ơi, cảm giác như điên vậy đó. Nhưng mà thôi không sao. Tại vì cứ tự nhủ là mình không xài highlight nhiều, nên chỉ xài một cái ô màu Gem Bench Boss này thôi, nên cứ mua một cái là đủ rồi. Đó, luôn tự nhủ như vậy để đừng tức đó. Bởi không hối hận khi mua em nó tí nào. Mặc dù đâu ví lắm, đã sale rồi đó, trời ơi. Và có thể nói là sau khi mình mua highlight xong, tháng vừa qua có thể gọi là tháng mà mình bung tiền rất là nhiều. Trời ơi, mẹ ơi, nếu mẹ mà con coi cái clip này thì mẹ mở qua cho con, bởi vì mỹ phẩm nó quyến rũ con chứ con không muốn. Món thứ ba mình mua đó chính là em này đây, eyeshadow primer potion của Urban Decay. Đây, cho tin cái nơi xinh hôn chị chủ shop cột cho mình đó. Đây, và ba món kia thì có thể nói là mình mua mỗi món một shop khác nhau, nó không giống nhau gì cả. Riêng cái palette của eyeshadow thì là anh mình gửi về thôi, để tất cả những món này mình đều order hết. Đây, mình cũng đã đọc review khá tốt về em này và mình nghe rằng em nó rất là tuyệt trong việc làm eyeshadow primer, nên mình đã thấy cũng trong dịp sale đó luôn thì em nó sale chỉ còn có 300 tầm chừng 300, mình nhớ không lầm là hình như là vậy. Thì mình đã quyết định mua em nó, bởi vì không sale thì như giá em nó rất là cao, nên mình đã mua về mình và mình sử dụng thử. Thì phải công nhận một điều là khi mình dùng em nó trước khi mà mình đánh eyeshadow thì rất là bám màu mắt luôn nha, và mình cảm thấy rất là ok, rất là thích luôn, rất là thấy xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ ra. Nên nếu mà so sánh với em LA Girl kia thì cảm thấy là nó hơi khập khiễng, bởi vì em này hơn rất là nhiều luôn. Và đây mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Cái màu mình mua cũng là màu da. Thật sự là lúc mình mua mình chỉ nói chị chủ là chị ơi em lấy thôi, chứ mình cũng chả biết là chị đã order màu da hay là màu gì hết, tại vì mình cũng không biết là em nó có màu nào hết. Chị thấy và mua thôi. Đây, nó màu hơi giống che khuyết điểm nhở. Hơi giống che khuyết điểm. Các bạn có thấy được cái cục nhỏ xíu đó không? Trời ơi. Nói chung xài là khá, không phải là khá nữa chứ, nói chung xài là cực kỳ ưng ý. Đợt này nói chung mình mua những cái món về cho mặt, cho mắt thì món nào mình cũng đều ưng ý cả. Nếu không có ưng ý thì cũng phải tự nhủ là ưng ý thôi, bởi vì mấy cái này rất là đốt ví mình rất là nhiều rồi. Và sau khi mình mua cái này thì
thì mình có mua thêm em mini size của một cái bronzer. Và đây mình sẽ cho các bạn coi là mình mua cái mini size của bronzer nào nha. Và đây, đây chính là cái bronzer mini size Hoola 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 gì đó, mình không biết đọc sao cả, của Benefit. Thì em này nói chung là mình cũng coi review của các beauty blogger bên các nước khác, và mình thấy là rất là nhiều người sử dụng và rất là nhiều người khen em nó, bởi vì em nó làm bronzer rất là ok. Và bản thân mình khi mình xài thì mình cũng cảm thấy là em nó khi tán thì nó đẹp, nó ăn phấn. Nếu mà các bạn hỏi rằng mình có định mua cái này full size hay không thì mình sẽ công nhận một điều là sau khi mình xài hết cái này mình sẽ mua full size, bởi vì mình cảm thấy rất rất, rất là thích cái chất phấn của em nó. Đây. Và lúc mà mình mua thì cái này là tách set của Benefit. Yeah, đây là cái món của tách set của Benefit. Và chị bán có kèm theo cho mình cây chổi của nó luôn, nhưng mà mình không có xài cây chổi đó, bởi vì cây chổi nó rất là nhỏ như đây thôi, và nó có mùi rất là hôi. Mình chả biết tại sao nó hôi nữa, không biết là do bản chất cây chổi đó vậy hay là do người bán làm đổ cái gì vô hay sao. Nói chung là mình không xài cái đó, mình chỉ để cho chân thôi, cho dễ hương thôi, bởi vì mình thấy cái cây chổi của nó cũng không có mướt lắm. Tại vì dù gì cũng là đồ mini size mà, thì chắc giá cả như vậy nên chổi nó như vậy thôi. Nên vì thế mình đã để cái chổi đó qua một bên rồi, hãy quên nó đi. Và mình chỉ quan tâm tới cái này thôi. Đây, quan tâm tới cái này thôi. Và xong tới phần mặt thì là mình cùng nhau đi tới phần mỏ ha. Có thể nói lipstick là món đồ mà mình mua nhiều nhất trong tháng vừa qua. Mình chả biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Và cái son đầu tiên mình mua trong tháng vừa qua đó chính là cái kit chứ. Mình mua một kit của son của Kylie hả? Mình quên mất đọc sao rồi. Đây, mình mua màu hồng đất. Và màu mình mua đó chính là màu Poise K. Khi mà mình thấy review thì mình nghĩ rằng màu hồng đất này dễ xài, nhưng mà thú thật với các bạn một điều rằng mình không hài lòng lắm về cái màu của em nó, cũng như chất son. Bởi vì mình đã nói ở cái clip review son Chanel Allure, son nói chung son kem của Chanel trước, thì mình có bảo rằng là mình rất là sợ những loại son kem mà đánh lên bị nặng môi. Thì tất nhiên em này không ngoại lệ, và mình không có thói quen đánh son kem, nên khi lần đầu tiên mình đánh em nó thì nó bị tẩy quậy hết cả một cái môi, nó cứ bong 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 bong, bởi vì mình có thói quen là một khi mình đánh son là mình hay bậm, cứ đánh một lớp xong rồi bậm, mà mình quên mất đi là son kem không được bậm, nên khi đánh xong thì trời ơi, có thể nói là cực kỳ kinh dị luôn. Và cái màu này thì theo nhận xét của bạn bè mình là khi mình xài nó thì nhìn có vẻ hơi bị dừ, và lúc mà mình đi ăn với tụi nó mình đánh thì tụi nó cứ tưởng là mình đi chơi Halloween, tại vì mình đánh sau cái ngày đi chơi Halloween 2 ngày. Yeah, chả hiểu tại sao cái màu này nó lại như vậy, trong khi coi review nó thì nó lại khác, thất vọng lắm. Nhưng mà không bỏ đâu, vẫn cố xài cho hết chứ, tốn tiền mà. Too Faced màu màu gì? Màu fix. Fix. Too Faced màu fix. Em này thì mình đã có coi clip của chị Pony và mình cảm thấy khá là thích em nó khi mà chị Pony dùng để make up. Và mình đã quyết định mua ngay khi thấy shop kia tách set và bán mini size.
Và nếu các bạn hỏi rằng mình có ý định mua full size hay không thì mình cũng thú thật là nếu cây này mình xài hết và mình có nhu cầu xài màu như vậy và mình không có kiếm được cây brand khác mà được màu như vậy thì mình sẽ quay lại mua em này. Bởi vì cái màu đó mặc dù lên clip thì mình không biết là nó hơi bị sáng quá hay sao, nhưng mà thật sự ở ngoài thì đánh dùng cho trang điểm, nhưng kiểu trang điểm mắt đậm thì mình thấy nó rất là đẹp. Có thể nói là thích em này. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands wrong. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll be your favorite thing. Và ngoài ra mini size thì mình cũng có mua thêm em son của Sugar lip balm màu rose. Mình thấy màu rose này cho các bạn xem thì mình nghĩ rằng son mài này là lip balm của Sugar thì nó có màu, và khi mình xài mình thấy review em này trên mạng đi, không phải review đâu, và khi mình thấy cái hình chụp cái lõi của em này trên mạng thì mình nghĩ rằng là màu nó sẽ đánh lên hơi đỏ đỏ, nhưng mà mình sai rồi, bởi vì so với các màu khác thì em này đánh lên không có màu lắm. Trời ơi là trời, đây không có màu lắm, nó chỉ như vậy thôi mà cảm giác cực kỳ hụt hẫng luôn. Nhưng mà được một cái là em này nó rất là thơm, bởi vì em nó thơm cái mùi mà mùi cam á, mùi cam mùi chanh gì đó, và mình rất là thích cái mùi đó. Và như các bạn đã thấy thì mặc dù mini nhưng mà lõi của nó cũng theo mình thấy thì nó khá là dài, rất đáng đồng tiền bát gạo. Để bạn nào muốn thử dòng son Sugar lip balm này thì các bạn có thể mua mini size về test thử. Nhiều shop tắt mấy cái kit, mấy cái set của nó ra lắm nên các bạn có thể mua về. Và theo như mình biết thì son này có chỉ số đông chống nắng là SPF 15, rất thích hợp cho những bạn mình và rất thích hợp cho chúng ta mỗi khi mà đánh vào buổi sáng khi đi học hay đi làm gì đó, để có thể bảo vệ môi khỏi tia cực tím hay là ánh nắng mặt trời, để giúp môi không bị thâm đi. Và tiếp theo đó là mình có mua một cây son gloss của Kylie trong collection Coco. Và đây như các bạn thấy đây, pack màu vàng rất là đẹp. Mình mua em nó cũng đợt sale luôn, là cái shop đó tách set xong sale. Thì màu của em nó là màu nhũ nâu. Lúc đầu mình nghĩ rằng em nó khó xài, mà công nhận khó xài thiệt. Nhưng khi mà mình make up lên một tí thì dùng thì mình nghĩ rằng em này là một em có thể khiến mình cảm thấy hơi khá thích thú, bởi vì đó giờ mình chưa bao giờ xài gloss cả. Mình thấy son gloss nó hơi bị dính và mình không thích. Nhưng mà riêng em này thì mình sẽ xài, mình chắc chắn là mình sẽ xài trong một khoảng thời gian dài, bởi vì cái gloss của em nó dính thì dính thiệt, nhưng mà cái kiểu bóng là bóng kim tuyến, và những hàng kim tuyến rất là nhuyễn đi, làm cho môi mình rất là sáng, cũng giống như là nó lấp lánh, nên mình khá là thấy thích cái loại gloss này. Và có lẽ là năm nay là son gloss hơi thịnh, bởi vì sắp tới Noel nên mình nghĩ rằng mấy cái dòng gloss này thì sẽ xài, nhiều người xài. Và bản thân MAC cũng sắp sửa ra một collection vào Noel này, và đa số là nhiều màu gloss. Yeah, mình cảm thấy ok. Và cuối cùng là một trong những em mà mình có thể nói là săn trong vòng 2-3 tháng rồi. Trời ơi, mua hụt rất là nhiều nơi. Và trong đợt sale thì nhớ ngay tới em nó và phải mua cho bằng được. Đây, có thể nói đây là một món quà mà mình được tặng. Mình canh dịp sale và mình được tặng. Đây là son dưỡng của Givenchy, cực kỳ thơm mùi nha. Cầm cái bát trên tay rất là sang luôn. Màu da, màu hồng nha. Thơm mùi da cực kỳ. Đây, thân đây. Nhưng mà em này theo như chị chủ order về cho mình nói thì lõi em nó có vẻ hơi nhỏ,
Và chị ấy nói rằng trọng lượng son thì so với Dior thì nó cũng nhỏ hơn rất là nhiều. Nên bà kêu mình là mua về đánh thử cho biết thôi, chứ xài tất nhiên là tôi thấy xài hao hơn Dior rồi đó. Và mình cũng công nhận điều đó. Và mình cũng chưa xài em nó, bởi vì mình vẫn còn tiếc nên chưa muốn bóc em nó ra xài. Thôi để xài VK Dior một tí đi rồi chuyển qua em này. Và có thể nói đây là món mà mình yêu nhất trong cái tháng 11 vừa qua, vì đây là một món quà rất đặc biệt mà mình nhận được nên mình rất là quý nó. Vậy đó, thế là xong rồi, clip chỉ có tới đây thôi. Và nói chung là đợt sale khi mà mình mua thì đồ vẫn chưa về hết. Đây chỉ là đồ về trong tháng 11 thôi. Thì mình vẫn còn đang đợi một số món về với mình. Mình order mà nó chưa có về, là chắc có lẽ là những món đó sẽ để dành cho clip mình mua gì ở tháng 12 nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.